Các bạn đang nghe truyện mạc thế chi toàn năng đại sư trên kênh TV Audio CV. Chương 598, bạn gái của ta sẽ nổi giận. Một tiểu hài tử da thịt bẩn thiểu âm thầm chạy đến, hoặc nhìn hắn ta chỉ 4 năm tuổi, da bọc xương, dường như trên người mặc quần áo của người lớn, quần áo rách rưới trông có vẻ sống rất thê thảm. Đối phương thấy Tần Phong và Bạch Ly, ánh mắt tỏa sáng đầy khát vọng. Các ngươi muốn ở khách sạn sao? Tiểu hài tử này hỏi tần phong không thèm để ý đến nó dẫn theo bạch ly đi thẳng dường như nhận ra thái độ kiên quyết của tần phong tiểu hài này lập tức cuốn lấy bạch ly tội nghiệp nói ta làm ngươi dẫn đường cho các ngươi đi đây là lần đầu tiên các ngươi đến vong đô sao vong đô rất nguy hiểm nếu không có ta có khả năng ngươi sẽ biến thành dáng vẻ giống những người kia đầu ngón tay bẩn thỉu của nó chỉ về phía những xác chết trên xe tần phong đột nhiên dừng bước ta không muốn ở khách sạn muốn ở phòng trọ, nhà trọ, biệt thự riêng biệt đều được. Tần Phong lạnh nhạt nói. Ánh mắt tiểu hài này lập tức tỏa sáng, nói, biệt thự cũng không phải không được. Nhưng giá tiền hơi đắt. Ánh mắt tiểu nam hài đột nhiên lóe lên tia sáng, đưa một ngón tay ra, một năng nguyên. Bên ngoài đã có thể đổi được 10.000. Nhưng vong đô không thịnh hành giao dịch bộ đàm, đều dùng năng nguyên, cứ thế, một năng nguyên đã là giá tiền thấp nhất, tần phong không quan tâm gật đầu nói được đi theo ta tiểu nam hài xoay người sang chỗ khác trong mắt lóe lên tia sáng hiển nhiên không ngờ tần phong dễ lừa như vậy nó lập tức vẫy tay chui thẳng vào trong hẻm nhỏ trên đường lớn rất dễ gặp được người xấu đi thế này sẽ nhanh đến nơi hơn tiểu nam hài vội vàng bước đi nhưng tốc độ của tần phong và bạch ly đều không chậm tốc độ của tiểu nam hài chỉ được coi là đi dạo lúc này ba người giữ cửa ở bên ngoài cho một người đi qua chỉ lấy được 20 năng nguyên, tất nhiên trong lòng khó chịu. Lai lịch gì, lại lập tức xử lý bàn tử. Tra một chút, chắc không phải loại vô danh. Tra trên mạng lưới tình báo sát thủ một chút. Ba người cũng bắt đầu tra tìm trên bộ đàm, về phần người đã chết, bọn họ căn bản không để ý đến, mặt đất màu đen trong vong đô đều bị máu tươi nhuộn, dù trước đó người này còn đánh bài, nói lời thô với bọn họ, chẳng mấy chốc máy truyền tin của ba người đều nhận được tin tức. Móa, treo thưởng một nghìn ức. Sao lại nhiều như thế? Hắn đáng tiền như vậy sao? Không thể không nói, trong lòng ba người đều thấy dao động. Nhưng một người khác nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Thực lực của người này được đánh giá là cấp thiên kiêu, hơn nữa đã từng giết cấp C. Còn không phải một người. Hai người còn lại vội vàng đi xem xét, càng xem tư liệu càng cảm thấy kinh người. Bên trên không chỉ nói về thực lực của Tần Phong, đồng thời còn viết Tần Phong có tài phú to lớn. Sau một trận chiến tranh ở căn cứ lũng xuyên số 3, hắn lại có 50.000 ức, đương nhiên, hiện tại đã bị phong tỏa, nếu là người của liên minh nhân loại giết Tần Phong, còn có thể chia đi 20% số tiền trong thiết bị của Tần Phong. Đây cũng là 10.000 ức. Dù không phải như thế, người có được tài phú như thế, trong trang bị phù văn không gian sẽ có bao nhiêu đồ tốt, nghĩ cũng khiến người ta dao động trong mắt ba người đều lóe lên vẻ tham lam. bọn họ liếc nhìn nhau, sau đó tắt giao diện trên bộ đàm liên hệ với một vài người trong thành. thật ra loại trông coi cửa thành như bọn họ không thuộc về một thế lực nào, nước trong vong đô quá sâu, ba người này căn bản không biết. ngay lúc Tần Phong tiến vào nội thành đã bị người ta nhanh chân đến trước, những người này đều coi Tần Phong như một con dê béo đợi thịt. trong hẻm nhỏ mờ tối tần phong và bạch ly hờ hững đi tới đi qua bốn con hẻm nhỏ tiểu nam hài này đột nhiên tăng tốc chạy lên lập tức biến mất ở một ngã rẽ vẻ mặt tần phong lạnh nhạt hoàn toàn không có ý đuổi theo bạch ly lại tò mò nhìn quanh sau đó mấy tên năng lực giả xông ra từ trong mấy căn nhà tường cao hai bên ngõ hẻm nhỏ trước đó những người này đều được thương giới giả dùng ý thức lực che giấu khí tức khóe môi tần phong cong lên đầy trào phúng những người này tưởng có thể che giấu được ai, trong nháy mắt tiểu nam hài này xuất hiện, Tần Phong đã biết đây là một cái bẫy. Vốn cũng không hiểu, những nghĩ lại so với ở khách sạn còn phải giao nộp một khoản phí dụng kinh khủng, vì sao không trực tiếp thu thập từ chỗ người muốn chết tự đưa tới cửa, vậy là có trụ sở rồi, có suy nghĩ như vậy, Tần Phong tự giác đi theo tiểu nam hài này, bây giờ những người này thật sự không làm Tần Phong thất vọng. Hơn 10 năng lực giả lập tức nhảy ra, nội lực kinh khủng khoái động trong hẻm nhỏ ông nội lực cương khí của tần phong lập tức mở rộng tay trái ôm vòng eo bạch ly kéo nàng vào gần mình để nội lực cương khí vây quanh đao kiếm xung quanh nhau nhau bộc phát ra nội lực đánh vào nội lực cương khí của tần phong ầm 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 tiếng nổ đùng đoàn vang lên ít nhất có bảy tên cổ võ giả phát động công kích với tần phong nhưng nội lực cương khí lại không nhúc nhích tí nào Tần Phong nâng tay phải lên, nội lực gần như tạo thành một vòng xoáy. Hấp tinh quyết Những người này đều là năng lực giả cấp dê, có lẽ nội lực trên lệch khoảng 50 lần với Tần Phong, cứ thế Tần Phong căn bản không cần bọn họ lộ ra sơ hở mới tiến hành công kích, mà trực tiếp bộc phát ra. Bảy tên cổ võ giả này lập tức cảm nhận được một luồng lực hút to lớn, mạnh mẽ kéo bọn họ về phía Tần Phong. Thậm chí một thứ không thuộc nội lực của bọn họ, lại như dính dấp nội lực của bọn họ đang chảy về phía Tần Phong, nội lực cương khí dần trở nên yếu kém với tốc độ mà mắt thường cũng thấy được. Sao có thể? Những cổ võ giả này đều thể hiện vẻ mặt như gặp quỷ. Không chỉ như thế, theo nội lực cương khí biến mất, những người này cứ thế bị nắm kéo, áp vào nội lực cương khí của Tần Phong. Sau đó, càng có một loại lực lượng kinh khủng khiến kinh mạch của bọn họ đảo ngược, nội lực đảo dòng lên. A, à, đánh một người run rẩy nói đúng là còn có ba người chưa ra tay trong đó có hai người là thương giới giả một người là dị năng giả hỏa diễm xạ tuyến dị năng giả này thực lực cũng ở cấp dê thực lực rất mạnh đưa tay đã bộc phát ra một đạo hỏa diễm xạ tuyến to bằng cổ tay đụng vào trên nội lực cương khí của tần phong ngọn lửa lập tức nổ tung tính cả hai cổ vỏ giả bên cạnh cương khí đều bị nổ đến bị thương nhưng không công kích chỉ e tình huống của người này càng không tốt nhưng không đợi hắn ta đánh ra chiêu thứ hai tần phong cũng giơ tay lên thậm chí không đeo bất kỳ trang bị phù văn dị năng hệ hỏa gì hỏa diễm xạ tuyến cũng là hỏa diễm xạ tuyến không chỉ như thế ngọn lửa này phát ra ba đạo chia ra đánh về phía dị năng giả và hai thương giới giả kia hỏa diễm xạ tuyến to khoảng chậu rửa mặt thật sự là một cột sáng quanh 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 hỏa diễm xạ tuyến lập tức đụng vào trên người của đối phương, đánh bay ba người ra ngoài, lạch cạch, dị năng giả kia bay ra xa nhất khoảng 30 mét mới đụng vào trên vách tường, toàn bộ thân hình đã cháy thành màu đen. Hai thương giới giả còn lại đã sớm không còn khí tức. Giải quyết ba người này xong, Tần Phong thu hồi ý thức lực, nội lực lại dao động. Hấp tinh Nội lực cuồng loạn hấp thu, lập tức hút bảy cổ võ giả này thành người khô, nội lực không còn dư thừa chút nào, năng lượng khí huyết trong kinh mạch cũng dung nhập hết vào trong cơ thể của Tần Phong. Trong chớp mắt, trong thân thể Tần Phong có thêm hơn 15 đoàn chưa được cô động lại. Sau đó, Tần Phong không chút do dự nội lực chấn động. Sức đẩy Lực hút và sức đẩy bài xích, bảy người xung quanh đều bay hết ra ngoài, lập tức bị sức đẩy xoắn nát đan điền, phá vỡ tâm mạch. Vừa đối mặt, bảy người đều tử vong. Tần Phong lại đưa tay ra, một mảnh phù văn màu đỏ bay ra ngoài. Xác chính người đều bị biến thành tro tàn. Tần Phong hơi vung tay lên, trang bị phù văn không gian của những người này đã rơi vào trong tay Tần Phong. Tần Phong buông vòng eo của Bạch Ly ra, tốc độ vững vàng đi về phía dị năng giả kia, trong tay cũng dâng lên một mảnh hỏa diễm. Dị năng giả kia lập tức nhảy dựng lên. Đừng giết ta! Đừng giết ta! Tần Phong cười lạnh, sao nào, không giả chết nữa sao? trước đó dị năng giả này định giả chết tránh né tần phong nhưng suy nghĩ một chút cũng không có khả năng đó tần phong vẫn sẽ đến thu trang bị phù văn không gian cứ thế dị năng giả này căn bản không thoát được tần phong nếu tần phong muốn giết đối phương cũng đã sớm giết rồi cần gì chờ đến bây giờ đừng giết ta ta làm trâu làm ngựa cho ngươi thì thế nào từ hôm nay trở đi ta sẽ bái ngươi làm lão đại ánh mắt tần phong hơi lộ ra vẻ chán ghét loại thái độ tiểu nhân này thật sự khiến Tần Phong cảm thấy trơ trẽn. Nhưng Tần Phong đã giết rất nhiều người, hắn cũng đã thấy nhiều người có thái độ này, người hiên ngang lẫm liệt chịu chết đều cho rằng mình sẽ không chết, ngay lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên từ sau lưng Tần Phong. Giao trang bị phù văn không gian ra, nếu không ta sẽ giết nàng. Tần Phong quay đầu, thấy một nam nhân bẩn thiểu gầy như que củi đã đặt dao găm ở trên cổ của Bạch Ly. Hơn nữa, Người này rất giống với Tiểu Nam hài quần áo tả tơi vừa rồi, thậm chí quần áo rách rưới trên người cũng rất giống, chỉ có điều bây giờ thấy vừa vặn hơn nhiều, xúc quốc công. Hoàng đồng công. Thật lợi hại, chỉ là Tần Phong công môi cười một tiếng, ngươi đừng làm bẩn quần áo của bạn gái ta, nàng sẽ nổi giận. Tần Phong vừa nói xong, một tia sáng bạc đã xuất hiện trên cổ của nam nhân gầy gò kia. Sau đó trong ánh bạc như có một cái miệng rộng đen kịch trực tiếp mở ra, trong nháy mắt cắt đứt cổ của đối phương. Đầu của cổ võ giả quần áo tả tơi này lăn xuống, ý thức lực của Bạch Ly đụng bay người uy hiếp nàng. Lúc này Tần Phong mới thu hồi tầm mắt, dừng trên người dị năng giả đã tàn phế này. Từng ực. Dị năng giả chật vật nuốt xuống từng ngụm nước bọt. Vốn tưởng nội dung cốt truyện sẽ đảo ngược, lại không ngờ sẽ có thay đổi như vậy. Người bên mình đã chết sạch ta không giết ngươi, Tần Phong thản nhiên nói. Dị năng giả này cảm thấy như nghe được tiếng thiên nhiên, liều mạng gật đầu đồng ý từng, ta cần chỗ sạch sẽ một chút để nghỉ ngơi, tốt nhất không có người làm phiền, Tần Phong mở miệng nói. Dị năng giả này lại gật đầu, chỉ có điều trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt. Lão đại, bên này, bên này. Dị năng giả này che ngực đi ở phía trước dẫn đường. Tất nhiên Tần Phong và Bạch Ly cũng đi theo sau, lần này đi lên đường lớn, thậm chí dị năng giả kia còn gọi ra xe bay. Tần Phong và Bạch Ly ngồi lên xe, xe bay thành thạo lao đi trong vong đô. Cảnh vật hai bên đường nhanh chóng xuất hiện, có thể thấy trạng thái của người dân ở chỗ này rất không tốt. Vong đô cũng có người bình thường, dù sao nơi này tràn ngập nô lệ, kỹ nữ, có nữ nhân sẽ có sinh con, tuy trong những hài từ này 10 đứa thì có 9 đứa không sống nổi, còn lại vẫn coi như tăng thêm nhân khẩu cho vong đô nơi này tràn đầy năng lượng hắc ám tần phong chỉ nhắm mắt lại lại cảm giác phù văn hắc ám xung quanh nhanh chóng dung nhập vào trong không gian ý thức lực của tần phong thật sự không thể tin được dị năng giả bị thương dẫn đường phía trước nhanh chóng đi qua xóm nghèo trước đó tiến vào trung tâm của toàn bộ vong đô cũng chính là khu vực trung ương nơi này cũng không có mặt trời lại có thực vật sinh trưởng ung tùng công trình kiến trúc cũng trở nên rộng rãi thậm chí đều là từng dãy biệt thự nhưng đây là nơi chỉ có năng lực giả cấp C mới có thể hưởng thụ. Dị năng giả kia lái xe, trực tiếp dừng trước cửa một căn biệt thự. Không phải hắn ta không muốn đi, mà là hắn ta không có cách nào đi vào, đã có người đứng ở cửa cản hắn ta lại, dị năng giả này tỏ vẻ tự nhiên xuống xe, sau đó lại điên cuồng chạy đến sau lưng người gác cổng. Nhanh, gọi lão đại ra, gặp người khó giải quyết. Đương nhiên, dị năng giả này vô cùng may mắn, mình đã không cần chết. Nhưng lúc này Tần Phong và Bạch Ly một trái một phải bước xuống chiếc xe phía sau, lại có một năng lực giả cấp C đi ra từ cửa biệt thự. Đối phương thấy Tần Phong và Bạch Ly, trong mắt lập tức hiện ra vẻ tham lam và ham muốn. Thấy tên cấp C này đi ra từ trong cửa lớn, dị năng giả trước đó vô cùng vui mừng. Đông ca, đông ca. Người được gọi đông ca tên là Lưu Đông, cũng là thủ lĩnh của một thế lực trong vong đô, vong đô rồng rắn lẫn lộn, chỉ là cấp C đã có khoảng 1 nghìn, biệt thự của Lưu Đông nằm ở rìa ngoài, thuộc về cuối cùng trong cấp C, nhưng chỉ cần là cấp C, vậy địa vị cũng không giống nhau, dị năng giả kia rất tin tưởng Lưu Đông có thể giết chết Tần Phong và Bạch Ly. Tin tức của Tần Phong và Bạch Ly đã sớm truyền đến tay cao tầng, Lưu Đông cũng nhận được tin tức, nhưng e rằng vong đô là nơi duy nhất tín hiệu không quá tốt, cũng không lắp đặt máy không người lái nơi này không cần những thủ đoạn này để giảm thấp tỷ lệ phạm tội, bởi vì người nơi này đều muốn phạm tội, phạm tội cũng không có ai quan tâm. giết người cướp của, chém giết, có quá nhiều người làm như vậy. Lưu Đông này hoàn toàn không ngờ hai con dê béo này lại chạy đến cửa nhà mình, không ngờ lại có miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Lưu Đông nhìn thoáng qua tầng phong, sau đó ánh mắt dính chặt trên người Bạch Ly, hiển nhiên vẻ ngoài của đối phương khiến hắn ta ngạc nhiên như gặp người trời. Ha 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 ha, giết tiểu tử này, nữ nhân để lại, lão tử chưa từng thấy đại mỹ nữ như vậy. Nói vậy, năng lực giả cấp dê xung quanh cùng nhau tiến lên, dị năng giả kia lại hoảng sợ. Đông ca, ôi, đừng. Đáng tiếc, lúc này giọng nói của dị năng giả kia đã bao phủ trong dao động chiến đấu do những năng lực giả khác phát ra. Chết đi. Thật ra thủ hạ của Lưu Đông cũng không có bao nhiêu người, nhiều nhất là 20 người, lúc này có lão đại đang nhìn, bảy tám người còn lại nhao nhao đánh về phía Tần Phong, muốn thể hiện một trận. Tần Phong chỉ là cấp dê, tất nhiên bọn họ cảm thấy ngược sát Tần Phong không có vấn đề gì. Tần Phong cũng không nương tay, quanh. Hai nắm đấm đụng vào nhau, nội lực của Tần Phong như bão táp. Năng lực giả so quyền với Tần Phong lập tức bị nội lực nghiền ép trong nháy mắt, nội lực cương khí vỡ vụn bay ra ngoài lại có hai cổ võ giả vây quanh tần phong từ hai bên trái phải. Long phách kích. Hai tay tần phong đánh ra, nội lực hóa thành long trảo phát ra một tiếng rồng gầm trên không trung, trong nháy mắt đánh bay hai người này lên mặt đất. Trăng rắc. Trăng rắc. Nội lực cương khí của hai cổ võ giả cấp dê hai lập tức vỡ vụn. Không chỉ như thế, cái long phách kích này còn khiến bọn họ phun ra một nguồn máu tươi. Phốt. Tần phong vung tay lên, nội lực lập tức tuôn ra hấp tinh quyết trong chốc lát thân thể hai người đột nhiên bay lên từ mặt đất bị tần phong đặt tay vào bụng nội lực đảo dòng hai người run rẩy tất cả nội lực dịch thể bị hấp thu tu vi bị phế bỏ tần phong vung tay lên nhẹ nhàng phát động hai người kia lập tức bị chấn vỡ lục phủ ngũ tạng rơi xuống mặt đất khiến cho bụi bay lên tung tóe bốn năng lực giả còn sót lại ở đằng xa đều giật mình không chỉ như thế ngay cả Lưu Đông cũng không tin nổi. Khốn kiếp. Không ngờ thủ hạ của mình vừa gặp mặt đã bị Tần Phong giết hai người. Phải biết rằng, tối hôm nay còn có tranh tài đăng thiên nhai vong đô, những người dưới tay hắn ta cũng phải đi liều mạng cho hắn ta. Hiện tại lại chết mất hai người, tất nhiên thực lực của hắn ta sẽ giảm bớt. Thật sự khốn kiếp, Lưu Đông ra tay, chỉ một kích đã nhận ra thực lực của Lưu Đông, cấp C1 thực lực không cường đại như lôi ưng nhưng cũng không yếu nhưng so sánh với tần phong lại kém hơn một bậc nhưng lưu đông ra tay cũng là chiêu thức giết người một chiêu hắc thủ vô cùng tàn nhẫn nội lực phun ra nuốt vào đánh về phía tần phong tất nhiên tần phong đã đề phòng lưu đông thấy đối phương công kích đến cũng đưa tay ra nhưng trong nháy mắt trên nắm tay lưu đông lại đột nhiên bắn ra một tia sáng đen trang bị phù văn hắc ám là ngân châm cái ngân châm này đen kịt trong nháy mắt đâm rách nội lực cương khí của tần phong dị năng hắc ám mãi mãi là văn minh quỷ dị loại trang bị phù văn hắc ám này là thủ đoạn mà tần phong thường sử dụng tần phong không biết lưu đông nên không ngờ đến chiêu thức này của hắn ta nhưng không ngờ đến không có nghĩa không tránh được chỉ là tần phong lại không muốn tránh phúc ngân châm phù văn hắc ám đâm vào trên vai tần phong lập tức có sương mù màu đen nổ tung trên vai tần phong Lưu Đông đắc ý cười Tần Phong. Đi chết đi. Có ngân châm này, cho tới bây giờ Lưu Đông vẫn thuận buồm xuôi gió. Chỉ có điều, Tần Phong lại là điều ngoài ý muốn. Tần Phong không để ý đến những ngân châm đó, trong bàn tay trống rỗng cũng thay đổi. Xuất hiện một thanh trường đao hỏa diễm màu xanh, là thanh vương đao, soạt, trường đao chém ngang, quy lực của thanh vương đao vẫn không tầm thường, đây chính là vũ khí cường lực dùng vô số tài liệu và rubik thần kỳ hợp thành ngoại trừ rót vào nội lực khiến nó cường đại, bản thân cũng có được hiệu quả sắc bén cực mạnh. Phốt Một đao chém xuống, nội lực va chạm với nội lực cương khí của Lưu Đông, triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng thanh vương đao trong tay Tần Phong lập tức chém vỡ như cắt sữa đậu nành, cắt vào trong nội lực cương khí của Lưu Đông, lưỡi của thanh vương đao rất sắc bén, năng lượng ẩn chứa trong đó càng khủng bố hơn. Lưu Đông hoàn toàn không ngờ nhưng chuồng đi cũng rất nhanh hắn ta nhanh chóng lùi lại thanh vương đao sượt qua người trong nháy mắt quần áo tác chiến phần ngoài của lưu đông bắt đầu cháy rừng rực hóa thành tro tàn để lộ ra nội giáp mặt bên trong một mảnh ánh vàng lại là nội giáp chế tác từ tài liệu thú hoàng lưu đông này lại có tiền như vậy tần phong cũng hơi bất ngờ nhưng nhìn kỹ lại phát hiện đây chỉ là nội giáp thú hoàng cấp dê tuy phòng ngự của nội giáp này cũng rất mạnh nhưng chưa chắc đã ngăn cản được thanh vương đao vừa nãy chỉ là thanh vương đao không đánh trúng mà thôi lại đến tần phong cười lạnh một tiếng chợt tiếp cận lưu đông sao có thể đánh tần phong một cái đối phương căn bản không có phản ứng lưu đông thấy rất bất ngờ nhưng hắn ta cũng biết chiêu thức thuận buồn xuôi gió của mình đã mất hiệu lực ta cũng không tin lưu đông nghĩ mình đường đường là năng lực giả cấp c sao thể đánh không lại tần phong lần này coi như đã khơi dậy hung tính của hắn ta lại rút ra cả vũ khí. Lại là một cái lan nha bổng vô cùng khoa trương. Hoặc nhìn lan nha bổng vô cùng nặng nề nhưng tốc độ vung múa cũng không chậm, hơn nữa lực lượng kinh người, chỉ cần bị sượt qua một cái ngay cả một giải thịt cũng có thể lấy xuống. Đang. Hai vũ khí đánh vào nhau, ngay sau đó Lưu Đông bị hất bay ra ngoài. Lực lượng khổng lồ suýt khiến Lưu Đông tuột tay. Hắn ta cảm giác mình như bị một cự thú hồng hoang va chạm phải, chứ không phải đang đánh nhau với một nhân loại. Tần Phong thừa thắng xông lên. Trong mắt Lưu Đông chợt lóe lên vẻ âm hiểm, lại vung lan nha bỗng lên. Ầm ầm. Đang. Hai người đánh nhau túi bụi. Lúc này, năng lực giả cấp dê trước đó đều chạy đến nơi xa. Cửa lớn bị đánh nát, mặt đất cũng xuất hiện mấy cái hố to, lực chiến đấu của hai người thật sự kinh người. Nhưng ngay lúc này vũ khí lại chạm vào nhau, nội lực cương khí của đôi bên đều biến mất, cơ hội, đôi mắt lưu đông tỏa sáng, lập tức ấn xuống tay cầm của Lan Nha Bổng. Gai ngược trên Lan Nha Bổng lập tức bị kéo vào bên trong, sau đó một mảnh sương mù màu xanh tràn ngập ra, bàn môn tà đạo. Tần Phong cười lạnh. Đã đến cấp C còn cần những chiêu thức này, không cảm thấy làm người ta cười đến rụng răng sao, nội lực cương khí của Tần Phong cũng không dâng lên, nhưng trong nháy mắt quanh người còn cuốn một vòng lửa ngọn lửa này trực tiếp đốt cháy độc khí không còn chút nào xâm nhập vào trong cơ thể tần phong không chỉ như thế vì lôi đường dùng âm chiêu thật ra bản thân cũng lộ ra sơ hở tần phong đột nhiên tiến lên một bước tay trái lập tức đặt trên bụng của lưu đông hấp tinh quyết trong nháy mắt lực hút to lớn truyền đến lưu đông mở to hai mắt nhìn chỉ cảm thấy nội lực quanh người đảo dòng như hồng thủy vỡ đê phun ra ngoài trong chớp mắt tất cả nội lực trong thân thể hắn ta đều bị tần phong hút đi không a à, lưu đông ra sức giải giụa lại càng ngày càng bất lực sau cùng lan nha bổng này cũng rời tay tần phong phun ra nội lực sức đẩy ầm lưu đông như một tấm vải rách lập tức ngã trên mặt đất chết nếu không phải tần phong không muốn vừa đến đã khiến người ta chú ý giết lưu đông cũng không cần thời gian dài như vậy mặc dù như thế một cấp C lại không có năng lực chạy trốn, đột nhiên bạo nổi công kích, nghĩ cũng biết rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, ý thức lực thăm dò trong biệt thự xung quanh lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Ánh mắt Tần Phong dừng trên người một tên cấp D khác. Lão đại, từ hôm nay trở đi ngươi là lão đại của ta. Dị năng giả dẫn đường trước đó lập tức hô lên. Tần Phong lại vung tay lên, phát ra một đạo hỏa diễm xạ tuyến, hỏa diễm xạ tuyến có đường kính nửa mét lập tức đâm xuyên qua người đối phương bịch bịch. Dị năng giả này cũng ngã trên mặt đất. Hai cổ võ giả khác nhìn đến đây sợ đến mức tay chân mềm nhũng, biết đầu hàng vô dụng, liều mạng tương đương với chịu chết, đột nhiên lùi lại mấy bước, sau đó nhanh chân bỏ chạy, tất cả đều bị dọa sợ, tần phong cũng lười đuổi theo, tần phong hơi đưa tay ra, địa ngục hỏa xuất hiện, tất cả bốn xác chết đều bị hủy diệt, trang bị phù văn không gian bị tần phong thuận tay ném vào trong võ thần mộ, Vong đô cũng có chỗ xử lý hàng lậu nhưng giả cả đổi lấy rất không hợp thói thường, Tần Phong hoàn toàn không có ý muốn làm như thế, những người khác không có thủ đoạn bán đồ vật ra ngoài, không có nghĩa Tần Phong không có. Hắn còn nắm giữ một bí cảnh, đặc biệt là bí cảnh này còn có thể dùng võ thần bài tiến vào, chứ không phải mở thông đạo không gian cố định một chỗ, giải quyết xác chết ở cửa sông, Tần Phong và Bạch Ly cùng tiến vào trong biệt thự. Người ở trong biệt thự trước đó đều bị dọa gần chết đã nhiều năm rồi không có ai dám ra tay ở chỗ này mấu chốt nhất là ra tay lại còn thắng lợi lão lão gia sau này ngươi là chủ nhân mới của nơi này xin hỏi có dặn dò gì không một bóng dáng run rẩy đi ra từ trong phòng sợ đến mức mặt không còn chút máu đây là một nữ bột bình thường quần áo hở hang hoàn cảnh trong vong đô này vô cùng lạnh lẽo xem ra đối phương đã tiêm thuốc thức tỉnh thể năng mạnh hơn mấy lần Tần Phong dùng ý thức lực quét qua, phát hiện trong căn biệt thự này lại có rất nhiều người, có hơn 10 người đều là nữ nhân. Những người này đều là nô lệ, đồ chơi của Lưu Đông, Tần Phong nhướng mày. "Dẫn ta đến phòng khách, dọn dẹp sạch sẽ, bỏ tất cả đồ đã dùng trước kia đi." Ai biết Lưu Đông chơi cái gì ở chỗ này, nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn. "Vâng, vâng." Nữ nhân kia vội vàng hô lên, ít nhất không cần chết, đúng rồi các ngươi quay về ăn mặc bình thường một chút, Tần Phong trầm giọng nói. Đừng dậy hư bạch ly, được. Người kia vội vàng đồng ý, Tần Phong ở lại trong căn biệt thự này. Căn biệt thự này vô cùng xa hoa, không chỉ như thế còn có một phòng luyện công. Tần Phong cũng không chậm trễ thời gian, vào phòng luyện công để tu luyện. Có thể nói, từ sau khi đến Sa Động Trấn, đã rất lâu hắn không đại khai sát giới, nói chính xác là, đã rất lâu không dùng hấp tinh quyết giết người, cả ngày hôm nay, số cổ võ giả chết cũng không dưới 10 người, nội lực trong đan điền đã xuất hiện 30 đoàn nội lực không thuộc về hắn. Thôn vệ Tần Phong lập tức thôn vệ, ngưng thực, trả về những nội lực này, số lượng đoàn nội lực lại biến thành 56 đoàn, Tần Phong cũng không khỏi than thở, nếu hắn muốn tấn thăng mà không cần đánh đâu chắc đó. Chỉ cần không ngừng giết người thì hắn dựa vào thân phận cổ võ giả này không cần thời gian nửa năm đã có thể tấn thăng đến cấp A, nhưng đây cũng không phải mục đích của hắn phong cấp A trước khi sống lại cũng chỉ là cường giả bình thường, nếu không có dị năng thôn vệ tàn khuyết, hắn chưa chắc. Đã có danh hiệu vương lính đánh thuê. Cấp A thật sự cao cao tại thương, nhưng cùng là cấp A lại có sự chênh lệch rất lớn. Tần Phong muốn làm thần giả trong cấp A, phù. Tần Phong phun ra một ngụm khí tức đục ngầu, cảm thấy bản thân thoải mái hơn nhiều. Thực lực càng tiến thêm một bước, sau đó, hắn lại lấy ra thần ý đồ phổ bắt đầu tu luyện ngoại trừ chiến đấu giả ngoại phần lớn thời gian còn lại là tu luyện chưa từng dừng lại phải leo lên cấp a mới có thể thử thách con đường mà trước khi sống lại chưa đạt tới chỉ là còn chưa tu luyện thần ý đồ phổ tần phong đã hơi nhíu mày hắn cảm giác có người xâm nhập vào biệt thự hiện tại tần phong không có thủ hạ tất nhiên không có ai ngăn cản đối phương huống chi biệt thự này là kiểu liền kề ngay cả vườn hoa cũng không lớn cửa lớn còn chưa được sửa chữa lại, có người tùy ý đi vào cũng không kỳ quái. Nhưng người này đang thả ra khí tức, đây chính là một hành động khiêu khích. Trong căn biệt thự này, nô bộc trước đó của Lưu Đông đều bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất trung lẫy bẫy, thậm chí lại như không thể hít thở nữa, bạch ly cao mày, đã đi ra từ căn phòng trên lầu biệt thự. Tần Phong cũng đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn người đối diện. Đây lại chỉ là một cổ võ giả cấp E, Tần Phong lập tức bạo phát ra khí tức, đâm về phía đối phương. Uy ác kinh khủng khiến người kia cảm thấy không gian xung quanh như bị nén vào bên trong. Phốt. Khóa miệng chảy ra máu đỏ tươi, đã bị nội thương, bịch bịch. Cổ võ giả cấp E này đã quỳ trên mặt đất, tất nhiên uy ác với những người khác cũng tán đi theo, tất cả đi xuống, bạch ly liếc mắt một cái, mở miệng nói. Vâng, vâng phu nhân, những người này như được đại xá, đều chạy đến một căn phòng nhỏ ở sân sau của căn biệt thự, cũng không dám đi ra ngoài nữa, tuy chủ nhân mới đến không quan tâm các nàng, cũng coi như không tệ lắm, ít nhất không tra tấn, chỉ là thực lực quá yếu mới đó đã có người đến cửa khiêu khích. Lúc này, Tần Phong ngồi trên ghế sofa, Cổ Võ Giả cấp E này còn đang quỳ trên mặt đất, ngươi. Ta là thủ hạ của Thành lão đại, Cổ Võ Giả cấp E này trầm giọng nói. Tần Phong cười lạnh dù ngươi là thủ hạ của ai thì ngươi cũng chỉ là thủ hạ không có thực lực còn đến chỗ ta ra oai không muốn sống sao người kia còn cắm răng nói đánh chó phải ngó mặt chủ ngươi lại dám nắc tội thành lão đại ngươi thừa nhận mình là chó lần đầu gặp đã tự biết rõ như thế tần phong nở nụ cười châm chọc sắc mặt người kia đen kịt một màu hiển nhiên tần phong chọc giận không nhẹ tần phong ngươi đừng quá phách lối đừng tưởng bây giờ ngươi ở lại chỗ này thì nơi này thật sự thuộc về ngươi mới tới phải hiểu quy củ vong đô không giống với căn cứ của ngươi ở liên minh nhân loại trước đó tần phong cười lạnh một tiếng sao lại không giống nhau không phải chỉ là vong đô đăng thiên đài sao hiển nhiên người kia cũng ngạc nhiên ngươi biết tần phong xùy cười một tiếng sao hắn lại không biết nếu không vì sao đột nhiên lựa chọn đến vong đô vong đô đăng thiên đài này cũng coi như một bí cảnh kiểu mở mà hắn muốn đi vào ở vong đô đương nhiên ngoại trừ điều này còn có nguyên nhân khác người kia thấy tần phong không tán đi uy áp ép ở trên người hắn ta chỉ có thể tiếp tục cắn răng nói đây là thiếp mời mà thành lão đại cho ngươi tối ngày mai phải đến tham gia vong đô đăng thiên đài nếu không ngươi đừng hòng lan lộn ở chỗ này tần phong cười lạnh nói hắn cho ta thiếp mời vậy ta đại diện cho ai đại diện cho hắn. Sau cùng người lấy được chỗ tốt cũng là hắn. Đương nhiên. Bị ngu sao? Ta còn giết được cả cấp C. Lại còn bán mạng cho hắn. Hắn tưởng mình là năng lực giả cấp B sao? Trong toàn bộ vong đô, số năng lực giả cấp B có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng bọn họ sẽ không tham gia loại tranh đoạt này. Tần Phong không biết thành lão đại này là ai, nhưng Tần Phong sao có thể bán mạng cho những người khác? Trong mắt người này lóe lên vẻ âm tàn, nuốt ngụm máu trong cổ họng xuống, đây không phải việc của ta, ta đã chuyển lời cho thành lão đại, về phần ngươi, ta cũng phải đưa về. Đến lúc đó chuyển lại lời của Tần Phong, hắn ta tin tưởng Tần Phong không sống quá buổi sáng ngày mai. Không cần, chỗ của ta không phải ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi vẫn nên chết đi. Thành lão đại sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thấy ánh mắt bình thản của Tần Phong, cuối cùng cổ võ giả cấp e này đã cảm thấy sợ hãi hắn ta cảm thấy tần phong không giống nói đùa cũng trách mình quá đắc ý quên mình những năm nay ỷ vào có thành lão đại làm chỗ dựa quá mức phách lối quên mới đạo lý cường giả vi tôn ở thế giới này những người khác nói chuyện khách sáo với người này còn không phải nể mặt thành lão đại kia sao thế nhưng lại xuất hiện một người không nể mặt một cấp e có tính là gì tha cho ta tần phong cười lạnh ngươi trở về thì hắn cũng không bỏ qua cho ta dù sao đã kết thù, người chết cũng tiện thể mang lời nhắn trở về, kết quả đều giống nhau. Nói như vậy, Tần Phong đã vung tay lên, nội lực lập tức hóa thành một đôi tay nắm lấy cổ của cổ võ giả này. Trăng rắc. Không có chút do dự nào, Tần Phong bẻ gãy cổ đối phương rồi ném ra ngoài, người này bị ném thẳng ra ngoài cửa lớn, rơi xuống con đường phía trước biệt thự, người đi qua đều có thể thấy được. Chết một người ở Vong Đô cũng không tính là gì nhưng chết một người ở khu biệt thự còn bị ném ra ngoài như thế cũng là việc lớn. Chẳng mấy chốc đã có người nhất xác của người này đi, tất nhiên tin tức cũng nhanh chóng lan truyền. Mới tới đã dám đặt tội cả thành. Tần Phong, trước cuộc người này có lực lượng gì, không phải mới là năng lực giả cấp dê năm sao. Trên bản truy sát một nghìn ức, đáng để ra tay. Chỉ có điều mọi người còn đang cân nhắc. Hoặc phải nói, trước đó tần phong giết chết lưu đông thật sự đã trấn áp một vài người tần phong cũng không rảnh rỗi mở bộ đàm kết nối với mạng nội bộ của vong đô vì vong đô ở sâu trong lòng đất bên ngoài truyền tin chỉ có đứng ngoài thành mới nhận được nhưng bên trong vẫn có mạng mạng lưới này do người cầm quyền chân chính của vong đô thành lập trong đó có một mục quan trọng nhất cũng là thiếp mời bí cảnh vong đô đăng thiên đài mỗi tuần mở một lần một nghìn năng nguyên một cái thiếp quan chiến cũng phải tốn mười năng nguyên vì chỉ có lấy được thiếp quan chiến mới có thể tham gia đánh cược thật ra điều này không khác gì sàn đấm bốc ngầm ở căn cứ thừa bắc trước đó thậm chí còn giống với sàn cận chiến thừa dương thị có chỗ đánh cược cho tới bây giờ đều là ích lợi thật lớn tần phong mua một cái thiếp tham gia một cái thiếp quan chiến vì bạch ly không có cách nào tham gia phong đô đăng thiên đài là một bí cảnh đồng thời nhận áp lực không gian có được quy tắc đặc thù người càng mạnh tiến vào đó sẽ phải chịu áp lực càng lớn hơn. Đặc biệt đến cấp C, đây thật sự là một đường ranh giới, hiện tại Bạch Ly đã là thú hoàng cấp C, để nàng tham gia không quá sáng suốt. Hơn nữa, Bạch Ly ở bên ngoài cũng có thể tham gia đánh cược, đặt hàng ở trên mạng, chẳng mấy chốc một người mặc áo choàng đen xì đến biệt thự của Tần Phong, những người quan sát tình hình ở biệt thự của Tần Phong lập tức nhận được tin tức. Tất nhiên người áo choàng đen này là người bên cầm quyền vong đô, cũng chính là thủ hạ của thành chủ Vong Đô. Hàng đến trả tiền, Tần Phong lấy ra 1.010 năng nguyên cho đối phương, đối không nói một câu, đặt đồ xuống liền đi. Người áo đen này cũng bị Vong Đô gọi đồ là sứ giả tử vong. Vì trong 10 người cầm thiếp mời tới có 9 người không về được. Tần Phong lật xem dãy số một chút, trên đó viết số 277. Điều này chứng minh, đến bây giờ đã có 277 người báo danh số lượng không nhiều nhưng đều là năng lực giả cấp dê cũng có chút đáng sợ ít nhất ở chỗ như sa động trấn những người này đã đủ cho một lần dị thú tập kích quy mô lớn hơn nữa đến ngày mai có khả năng số người càng nhiều hơn tần phong tất kỹ món đồ này ngày hôm sau thời tiết phong đô vẫn còn u ám xưa này không thấy ánh nắng vì khí tức ngột ngạt này lúc tần phong đến địa điểm chỉ định lại thấy một đám người hai mắt đầy sát khí trên người bọn họ như mang theo khí tức điện cuồng, ngột ngạt. Dường như chỉ cần một người châm lửa là sẽ nổ tung trong nháy mắt, ở đây lại có khoảng 2.000 người. Đương nhiên, phần lớn đều không phải người dự thi, mà là người quan chiến. Đứng ở trung tâm nhất, tất nhiên đều là năng lực giả cấp C, khoảng 200 người. Sau lưng bọn họ đều có cấp D, chỉ là hiện tại không phân biệt được rốt cuộc ai là người dự thi. Còn có một vài người trốn những người này thật xa, đều đứng ở vòng ngoài, rất có thể những người này không phụ thuộc vào năng lực giả cường đại, cẩn thận sinh tồn ở vong đô. Hơn nữa, trong những người này lại có năng lực giả cấp E, đương nhiên, bọn họ không thể dự thi mà đến tham gia đánh cược. Cấp E ở vong đô căn bản không có bất kỳ nguồn thu nhập gì, ra khỏi thành một lần 10 năng nguyên, bọn họ cũng chưa chắc đã đủ tiền. Thậm chí cuộc sống ở vong đô đều là lấy vật đổi vật, rất lạc hậu, phần lớn người sống ở nơi này đều bán thân thể, bán sức lao động đổi chút đồ ăn, nếu không cũng là giết người cướp của. Hơn nữa, muốn ra thành cũng có thể bị làm khó dễ, thủ thành ít nhất là cấp D, có lẽ cấp E trực tiếp bị giết, chạy không thoát. Đây thật sự là một vòng lập vô hạn, đã đến 12 giờ trưa, người mặc áo đen lại đi ra, vẫn không nói một câu nào, thậm chí còn thu liễm khí tức. Bọn họ lấy ra trang bị không gian, bắt đầu lắp đặt, thiết lập đạo tiêu không gian. Chẳng mấy chốc, một cửa lớn không gian mở ra. Người cấp C tất nhiên nhanh chóng tiến vào, thậm chí còn vì vào trước vào sau mà suýt nữa đánh nhau, thật ra điều này hoàn toàn không cần thiết. Nhưng người trong liên minh hắc ám có khả năng không thèm để ý quy tắc, không thèm để ý thực lực nhưng tuyệt đối để ý mặt mũi, một câu, một ánh mắt không đúng là có thể xảy ra một trận chiến, Tần Phong và Bạch Ly đứng đằng sau đám người, không chút thu hút, đây không phải vì khí thế của hai người giảm bớt mà là tần phong thả ra một tia phù văn hắc ám nhàn nhạt đơn giản ẩn giấu cảm giác tồn tại của mình một chút đương nhiên những người khác vẫn sẽ thấy tần phong chỉ là không thèm để ý đến sự tồn tại của hắn đây cũng phải cần ý thức lực cường đại che đậy tần phong không có bất kỳ khó khăn trắc trở gì tiến vào trong cửa không gian ngay sau đó tình cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi đây là một bí cảnh hoàn toàn khép kín ở trước mặt Tần Phong xuất hiện một cái hố sâu đường kính khoảng ngàn mét, cái hố sâu này không chỉ như thế, còn có từng tầng một, một tầng thoạt nhìn 20 mét, cộng lại có khoảng 50 tầng. Không chỉ như thế, trên bậc thang này còn có một vài đồ vật tán loạn, khí tức phát ra khiến người ta cảm thấy vô cùng dao động. 10 tầng phía trước đã trống trơn không còn bất kỳ vật gì, nhưng từ tầng thứ 12 lại xuất hiện xương cốt, xương kim lân xà vương thứ này nhìn quá quen mắt rồi, sau đó còn có rất nhiều thứ nữa. Lân phiến xích long, ngân dực vũ, tơ tử hà, hỏa tinh thạch, càng đến phía sau thì tài liệu càng hiếm lạ, thậm chí đến tầng thứ 30 lại có một tảng đá đỏ như máu. Nếu dựa theo tư liệu công bố hiện tại của Liên minh nhân loại, tảng đá này được gọi là phục huyết thạch, trên huyết thạch có năng lượng màu đỏ ngòm liên tục không ngừng, đeo nó lên có thể đảm bảo không chết, cấp bậc hoàng giả cấp B, Đương nhiên dù là năng lực giả cấp dê cũng có thể sử dụng thứ này. Càng xuống dưới thì đồ vật càng tốt. Thậm chí Tần Phong thấy được một cái tinh thần thạch ở vị trí tầng 35. Điều này thật sự khiến người ta đỏ cả mắt. Nhưng người có mặt ở đây tỏ ra rất bình thản, chỉ nhìn thoáng qua liền đeo huy chương dự thi, một số cấp C đã thả ra cái ghế trang bị phù văn không gian, nghênh ngang ngồi xuống. a à, Lý Lão Đại, lần trước tổn thất hơi thảm, lần này không định kiếm nữa. Tiền lão, phái nhiều người xuống dưới như vậy, lần này muốn xuống bao nhiêu tầng? Ồ, thành lão đại, lần này ngươi muốn dốc hết vốn liếng sao? Tiếng nói chuyện xung quanh truyền vào trong tai Tần Phong. Ngay lúc này, Tần Phong cảm giác được một luồng sát ý truyền đến từ xung quanh. Ánh mắt Tần Phong nhìn qua, một nam nhân trung niên cấp C4 âm trầm nhìn chầm chầm Tần Phong, khóe miệng nhếch lên mỉm cười trong đôi mắt tam giác đều là sát khí hôm qua có người không có mắt hôm nay cần phải dạy dỗ một chút bảy năng lực giả cấp dê đứng bên cạnh hắn ta không hề nghi ngờ bảy năng lực giả cấp dê này đều mang theo thiếp mời thật ra thiếp mời này không khác gì huy chương của liên minh nhân loại treo ở trước ngực lộ ra con số đại diện tần phong hiểu ra e rằng thành lão đại này là người đưa thiếp mời đến muốn mình bán mạng cho hắn ta vào hôm qua Tần Phong chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua đối phương, cũng không để ý đến nữa, lúc này, người áo đen đã mở ra mạng khu vực, trên mạng khu vực đã bắt đầu đặt cược. Tần Phong tìm tên của mình, sau khi nhìn tỷ lệ lại nhíu mày. Tần Phong là người mới, tỷ lệ lại rất thấp. Vong đô đăng thiên đài là đi dựa theo cấp độ, 5 tầng đã được coi là một đường ranh giới, 4 tầng trước không có bất kỳ ván cược nào. Cho nên đến tầng thứ 5 sẽ xuất hiện một tỷ lệ đặt cược thế nhưng tầng Phong lại không có, sau đó, đến tỷ lệ đặt cược tầng thứ 10, tầng Phong mới xuất hiện tỷ lệ đặt cược 1 giờ 10 phút. Đến tầng 10, đặt cược 10 năng nguyên mới có thể được thưởng một năng nguyên. 15 tầng, 5, 120 tầng, 2, 125 tầng, 1, 130 tầng, 1, hai dáng vẽ này căn bản không kiếm được bao nhiêu tiền. Đương nhiên, sau tầng 35 còn có tỷ lệ cao hơn, nhưng tầng phong lại không định làm như thế. Đồ xuất hiện ở tầng 35, có khả năng đều là đồ vật cấp B, nếu thật sự đến đây có lẽ sẽ kinh động đến người kia, đây không phải điều mà Tần Phong muốn. Ngay lúc này, trên không vong đô đăng thiên đài đột nhiên bộc phát ra một mảnh ánh sáng bạc, sau đó, một cái thông đạo không gian kích cỡ tròn vài trăm mét xuất hiện, ngay sau đó, một đống vật chất trộn lẫn mảnh vụn rác rưởi đã rơi vào. Rầm rầm. Đổ xuống như thế, trong nháy mắt đã lấp đầy đăng thiên đài những thứ này đổ xuống tứ tán, phần lớn đã rơi vào tầng phía dưới cùng, một số lúc đổ xuống bắn lên đã rơi vào tầng 20 hoặc là tầng 10. Trong tro bụi khắp nơi còn có một số món đồ tản ra ánh sáng mê người, những thứ kia tản ra năng lượng khiến người ta tim đập thình thịch. Một số thứ ngay cả tầng phong kiến thức rộng rãi cũng không nhận ra, tuyệt đối là đồ tốt. Bảo vật đông đảo, mọi người đều mở to hai mắt nhìn, mấy cấp C cảm ứng được cũng thay đổi sắc mặt mọi người quan sát không lâu lắm, lại nhanh chóng dặn dò người bên cạnh. Lúc này, bộ đàm của Tần Phong cũng vang lên. Đếm ngược báo danh, 5 phút. Đếm ngược tiền đặt cược, 10 phút. Còn có thể báo danh. Tần Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ý thức lực quét ra xung quanh. Hắn quét về phía những người kia, căn bản không ai phát hiện ý thức lực của Tần Phong. Bởi vì ý thức lực của Tần Phong đều bao phủ năng lực giả cấp E, đột nhiên, vẻ mặt tần phong hơi khác nhiên. Ý thức lực thu hồi, ánh mắt dừng trên người một thiếu niên. Thiếu niên này khoảng 18, 19 tuổi, dáng người không cao khoảng 1,7 mét, cơ thể gầy yếu như gió thổi là ngã, nhưng trong mắt hắn ta lại tản ra vẻ khát máu như sói, trông vô cùng hung ác, nhưng khí tức của thiếu niên này không yếu, lại có cấp E, ở vong đô, cấp E rất yếu, chỉ còn thể làm việc lặt vặt còn gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, nhưng đối với người thiếu niên này lại đã rất mạnh mẽ. Nếu hắn ta là người sinh trưởng ở nơi như Vong Đô, sống trong thế giới mạnh được yếu thua, lại có thể sống đến năm 18, 19 tuổi đã nói rõ tất cả. Có lòng dạ cường giả, có sự hung ác cường giả. Tần Phong biết hắn ta là ai, đây là thiêu kiêu rời khỏi Vong Đô trong tương lai, Kim Phi, hắn ta cũng là thợ săn đỉnh cấp trên mạng thợ săn tiền thưởng, sát thủ vương bài của tổ chức hắc ám, cấp A tương lai, thật bất ngờ, không ngờ lại gặp đối phương ở chỗ này. hiện tại kim phi còn đang chịu dày vò ở vong đô, chưa chạy ra ngoài, chính là hắn ta. giọng nói của tần phong ẩn chứa nội lực, trực tiếp bay vào trong tai kim phi. ta cho ngươi vé đi ra người, dẫn ngươi xuống đăng thiên đài, chia cho ngươi một phần trăm tiền đặt cược thế nào? kim phi ngạc nhiên, ở bên ngoài mười năng nguyên chỉ một trăm ngàn, nhưng ở vong đô lại rất trân quý. kim phi đến nơi này tất không phải đến để đặt cược phát tài từ trước tới giờ kim phi không đánh cược cũng không có vốn liếng đi đánh cược nhưng mỗi lần kim phi đều sẽ tiến vào vong đô đăng thiên đài vì hắn ta muốn học trộm hắn ta là một thiên tài cổ võ lời nói của tần phong với hắn ta lại là sấm sét giữa trời quan kim phi hiểu sự khủng bố của đăng thiên đài hơn tần phong dẫn hắn ta xuống dưới nói dễ nghe là chia hoa hồng cho mình lại để mình mất mạng hơn nữa người này là ai kim phi căn bản không biết dù chỉ là một năng lực giả cấp dê nếu kim phi không theo e rằng chỉ có một kết cục là chết trong đầu kim phi nhanh chóng nghĩ xem đã đắc tội với ai ngay lúc này một người đi ngang qua bên cạnh hắn ta trông như vô tình đụng phải kim phi một cái ngay sau đó trong tay kim phi đã xuất hiện một cái túi nhỏ nghĩ cũng biết đồ bên trong là năng nguyên một nghìn năng nguyên thật sự là một con số cực lớn với kim phi nhưng bây giờ số tiền này quá phỏng tay nhanh đi thời gian sắp hết trong nội lực của tần phong bao hàm uy áp thật ra tần phong cũng không muốn làm thế lúc đầu tần phong tưởng kim phi đã rời khỏi vong đô tuyệt đối là một nhân vật rất mạnh sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào nhưng thấy vẻ hoảng sợ không cam lòng trong mắt kim phi đi thôi ánh mắt kim phi lập tức tan rã ý thức lực khống chế bạch ly là một thú hoàng cấp c ý thức lực vô cùng cường đại thậm chí lúc này khống chế Kim Phi cũng dễ như trở bàn tay. Kim Phi lập tức bị Bạch Ly khống chế, đi đến bàn báo danh của người áo đen, đặt năng nguyên xuống. Người áo đen nhìn về phía Kim Phi cũng hơi bất ngờ. Kim Phi là năng lực giả cấp E, tất nhiên cũng có bộ đàm, cho dù không có bộ đàm đăng ký, thật ra cũng có chút tin tức của mình. Người áo đen lấy ra tin tức của Kim Phi, phát hiện đối phương thật sự là cấp E, cấp E cũng đi tìm chết không trả lại tiền. Người áo đen trực tiếp lấy năng nguyên, đồng thời cho Kim Phi một cái thiếp mời cài ngực. Số 444, nhìn đã biết là điểm xấu, Kim Phi hoàn toàn không cách nào khống chế bản thân đi đến bên cạnh Tần Phong, nhưng lại đứng cách Tần Phong một người, hoặc nhìn cũng không giống là cố ý, 5 phút báo danh cuối cùng đã hết, sau đó tiền đặt cược của người báo danh cũng đã xong. Trong một đám cấp dê, Kim Phi cấp E càng có vẻ bất ngờ nhưng không có ai đặt cược cho Kim Phi. Thật ra trong trận đánh cược lớn thế này, một lần xuống hơn 400 người, cho đến bây giờ người thật sự tham gia đánh cược đều là những năng lực giả cấp C kia. Những người này đều là nhân vật cấp lão đại ở vong đô. Bọn họ sẽ đặt cược cho thủ hạ của mình, từ đó thắng được tiền đặt cược, thủ hạ của các lão đại khác sẽ phải tiến hành chặn đánh bọn họ. Thật ra Tần Phong cũng phát hiện tỷ lệ đặt cược cơ bản của cấp C khác đều tăng lên gấp bội, tầng 5 đã có tỷ lệ đặt cược 1, 1, tầng 10 đã đạt tới gấp 3 lần, tầng 15 đã là tỷ lệ đặt cược gấp 10 lần, đương nhiên, ít nhất những người này phải sống sót trở về thì người đặt cược mới lấy được tiền, nếu chết rồi dù xuống đến tầng 20 cũng không có tiền. Kim Phi là cấp E, lúc này tỷ lệ đặt cược vô cùng khoa trương, qua tầng 5 vong đô đăng thiên đài, tỷ lệ đặt cược gấp 5 lần, cứ thế suy ra, theo thứ tự là 10 lần, 50 lần, 100 lần, 200 lần, nếu đối phương đến tầng 30, tỷ lệ đặt cược lại là 400. Điều này cũng có thể là vì thu hút sự chú ý của người khác mà thôi, Bạch Ly. Đặt cược đi, cược số 444, tỷ lệ đặt cược 400 lần, 100 ức, được, tính toán như vậy, chúng ta thắng sẽ kiếm lời 40.000 ức, sẽ kiếm lại số tiền bị phong tỏa. Bạch Ly cười hì hì nói xong, xoay người đi đặt cược, lúc này Kim Phi còn bị Bạch Ly thao túng, căn bản không có năng lực động đậy. Nhưng ý thức lực vẫn rất rõ ràng. Cứ như Bạch Ly chiếm lấy thân thể của Kim Phi, gạt ý thức lực của Kim Phi ra một góc phòng, ngưng bên ngoài phòng có ai nói chuyện thì hắn ta vẫn nghe rõ ràng. Lúc này Kim Phi đã không biết nên chế giễu hay là gầm thét nữa, tỷ lệ đặt cược gấp 400 lần, đúng là nằm mơ. Thật ra không chỉ Kim Phi cảm thấy nằm mơ, sau khi Bạch Ly đặt cược, bên người áo đen cũng cảm thấy Bạch Ly điên rồi. Số 444 chỉ là một cấp E nhưng tình huống như vậy cũng không phải không có, cũng có người đặc biệt vì thắng được tỷ lệ đặt cược mà từ đó bảo vệ một người, nhưng cách làm này mà muốn xuống được tầng 30 thật sự quá buồn cười, mặc dù như thế, người áo đen vẫn ra một mệnh lệnh, thế là ngay tại chỗ có hơn 10 năng lực giả cấp dê dự thi khóa chặt Kim Phi. Một cấp E trực tiếp giết chết là được, làm sòng bạc ghét nhất chuyện ngoài ý muốn, dù Kim Phi đạt cấp thấp nhất là tầng 5, bọn họ cũng phải bồi thường gấp 5 lần, quả nhiên, hiện tượng kỳ quái này đã hấp dẫn sự chú ý của những người khác, dù sao Bạch Ly đặt cược 100 ức. Cấp C khác tò mò nhìn một chút, lập tức cười ha hả. Cũng nên cho người trẻ tuổi một cơ hội nhỏ nhoi. Đúng vậy, chẳng may thành công thì sao? Người không sợ chết mới có thể sống sót ở vong đô. Ha ha, ta không đồng ý điều ấy, không sợ chết cũng không biết vì sao lại chết. Mặc dù như thế, trong chớp mắt tiền đặt cược kim phi đến tầng năm đã lên đến một nghìn ức các đại lão cấp c ra tay không hề keo kịp, bọn họ có thể rời khỏi vong đô săn giết dị thú kiếm tiền thậm chí có người có được tập đoàn của mình ở bên ngoài cũng giống như lôi ưng cao vũ khang săn giết thú hoàng có thể lấy được năm nghìn ức trở lên hơn hai trăm năng lực giả cấp c một người bỏ vào năm mươi ức tiền đặt cược liền tăng lên đương nhiên những người này cũng chỉ đặt cược vào tầng thứ năm bọn họ không tin Kim Phi có thể đến tầng 30. Đừng nói tầng 30, tầng 10 cũng là nói chuyện viễn vông. Lúc này, bị ý thức lực của hơn 10 năng lực giả khóa chặt, nếu không phải bây giờ Kim Phi bị Bạch Ly khống chế, chỉ sợ tinh thần đã không chịu nổi sụp đổ mà chết, đúng là trong tương lai hắn ta sẽ là cường giả, vô sát thủ siêu cấp, nhưng hiện tại chẳng là cái thá gì, một thiếu niên nhỏ yếu mà thôi. Tích tích tích, hết hạn đặt cược. Ngay lúc này, các tầng đăng thiên đài đột nhiên bắt đầu xoay trong như một cái cối xay khổng lồ bắt đầu xoay tròn phương hướng khác nhau, trên các tầng còn tản ra một luồng lực lượng hủy diệt không biết tên, trong chớp mắt rác rưởi bụi mù ở trong đống đổ nát đều bị hủy diệt, chỉ có một số tài liệu năng lượng mạnh trân quý may mắn còn sống sót. Nhưng điều khiến người ta sợ hãi là, những tài liệu có giá trị không nhỏ kia như đang tan rã, bắt đầu đi nhanh xuống dưới. Thật ra chỗ không gian của bọn họ chỉ là một cái kết nối bên ngoài không gian mà thôi cũng như vong đô đăng thiên đài là đấu trường bây giờ bọn họ đang ở hậu trường đăng thiên đài rất to lớn tuy vị trí của bọn họ đã chứa mấy ngàn người cũng chỉ là một nơi kích cỡ quảng trường nhỏ chen chúc toàn là người chỉ có lúc đăng thiên đài xoay tròn phun ra lực lượng hủy diệt cửa hậu trường này mới mở ra cẩn thận một chút nếu có nguy hiểm ta sẽ dùng không gian đưa ngươi về bạch ly mở miệng nói những người khác không thể nào làm được, đừng nói dẫn người, dù xen vào cũng khó có khả năng. Trong này ẩn chứa rất nhiều phù văn không gian ảo diệu, những người kia hoàn toàn không hiểu, cho nên chỉ có thể dựa theo quy tắc phù văn tiến hành so đấu. Lúc này, sóng khí cường đại truyền tới bao phủ vị trí của bọn họ, cơn gió mạnh thổi qua, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng dị năng giả cấp E đã lùi lại mấy bước, không dám đối mặt, bọn họ sợ mình bị cuốn xuống. Lên! cổ võ giả đã sớm chuẩn bị xong, lập tức nhảy xuống. Theo sóng khí hủy diệt xuất hiện, đồ vậy dưới bàn cũng bị cuốn bay tới theo thời gian dần trôi qua, một nửa viên tinh hạch dị thú vốn ở tầng 30, len ken, một tiếng lại bị cuốn bay đến tầng 8, tất cả mọi người đỏ cả mắt, thế này cũng quá gần, đó là một viên tinh hạch dị thú thú vương cấp C, giá trị bao nhiêu, chỉ là tinh hạch thú vương cấp C đã có 500 ức, dù chỉ còn lại nửa viên cũng hơn 200 ức đối với Tần Phong chỉ là chín trâu mất một sợi lông, đối với những người khác lại có giá trị khác biệt, một người cấp dê tích lũy hơn 10 năm mới có thu nhập chục tỷ. Tinh hạch thú vương cấp dê chỉ 50 ức, tinh hạch thú vương cấp C tăng gấp 10 lần, cho dù chỉ có một nửa cũng đáng để bọn họ liều mạng, hơn nữa, 8 tầng đăng thiên đài chỉ là khoảng cách 80 mét. Đối với một cổ võ giả cấp dê tốc độ nhanh, 3 giây là đủ, vèo vèo vèo. Cổ võ giả lần lượt lao xuống dưới. Ý thức lực của Bạch Ly kéo thân thể Kim Phi ra. Kim Phi lão đảo một cái, suýt thì quỳ xuống đất. Cũng may có tinh hạch thú vương cấp C hấp dẫn sự chú ý của những người khác, những người này cũng không quan tâm Kim Phi, không muốn chết thì đi theo ta, Tần Phong nhìn thoáng qua Kim Phi, Kim Phi vẫn cẩn thận sinh tồn, sau khi hắn ta thức tỉnh cũng có được thiên phú của mình, vô cùng đơn giản lại là thiên phú võ học siêu mạnh. Đã gặp qua là không quên được kim phi biết tất cả cấp d và cấp c trong vong đô chỉ cần gặp một lần là nhớ thậm chí hắn ta biết những cấp d có liên quan với người kia ví dụ như cấp e nào có chỗ dựa cần lôi kéo lão đại của cấp e nào đột nhiên chết giết chết cũng không có ai truy cứu kim phi dựa theo tâm tư kín đáo tính toán mới sống đến hôm nay nhưng bây giờ kim phi lại bị tần phong làm khó ta còn chưa đủ mạnh nếu ta đủ mạnh sẽ không bị người khác nắm trong tay đáng tiếc ta phải chết. Thế nhưng ta không muốn chết. Trong lòng Kim Phi vô cùng dãy dụa. Tần Phong cũng mặc kệ đối phương, hắn trực tiếp lấy ra một sợi tơ màu trắng to bằng cổ tay. Tơ nhiên của cương tí phòng thực mẫu chu vương giả cấp dê, Kim Phi bị Tần Phong đẩy một cái đã xoay người, bị Tần Phong buộc một đầu sợi tơ lên bên hông, đầu còn lại dính ở trên lưng Tần Phong. Vì để tiểu tử này nghe lời, theo kịp bước tiến của hắn, Tần Phong cũng vì lý do an toàn mà buộc đối phương lại. Kim Phi ngạc nhiên, sau đó Tần Phong đi về phía trước, Kim Phi bị buộc lại chỉ có thể đi theo đến rìa tầng thứ nhất. Lực lượng hủy diệt cường đại khiến Kim Phi cảm thấy mặt bị cào rất đau. Ông! Kim Phi còn chưa mở miệng, một đạo nội lực cương khí đã bao phủ trên người hắn ta, nội lực cương khí này khuếch trương đến đường kính 30 mét, hình thành phòng hộ. A, à. Ngươi! Kim Phi giật mình nhìn Tần Phong, sao nội lực cương khí của ngươi lại như vậy? Cổ võ giả cấp D đã có thể vận dụng nội lực cương khí, nhưng nội lực cương khí của Tần Phong hiển nhiên khác biệt. Cương khí thả ra 3 mét, ở trong mắt Kim Phi ít nhất là năng lực giả cấp C mới có thể làm được. Hơn nữa, nếu không có nội lực hùng hậu chống đỡ, làm vậy quá tiêu hao nội lực. Nhưng cũng không phải không có ai lấy được thành tích như Tần Phong, vì vong đô đăng thiên đài có một tác dụng đặc biệt. Mặt ngoài vong đô đăng thiên đài là cướp đoạt bảo vật, bỏ tiền đặt cược, nhưng người đi qua đăng thiên đài đều biết năng lượng hủy diệt của nơi này có thể cô động nội lực. Để nội lực tích lũy lại, thu hoạch được nội lực gấp mấy lần những người khác. Điều này vô cùng khủng bố. Nếu Tần Phong tham gia đăng thiên đài 10 lần 8 lần, sau đó cứ luyện nội lực như vậy, Kim Phi thật sự tin tưởng, nhưng kim phi căn bản chưa từng gặp tần phong ta nói ngươi sẽ không chết tần phong thản nhiên trả lời một câu trong mắt kim phi đột nhiên xuất hiện từng tia hy vọng sau đó tần phong bắt lấy kim phi hai người đồng thời nhảy vào đăng thiên đài một tầng một bậc cơn gió mạnh hủy diệt thổi qua nội lực cương khí không nhúc nhích tí nào tần phong vẫn bước đi thẳng về phía trước chỉ là so sánh với tốc độ của những người khác tần phong và kim phi thật sự là đi dạo người nhanh nhất cũng đã đến tầng 5, quanh. Một cổ võ giả cấp dê lập tức bộc phát ra tốc độ cường đại, nội lực cương khí tăng lên, trong chớp mắt đã rơi xuống tầng 5. Tất cả mọi người có thể thấy nội lực cương khí của cổ võ giả rơi xuống tầng 5 trước tiên bắt đầu chấn động. Năng lượng hủy diệt ở tầng 5 càng mạnh hơn, không chỉ như thế bậc thang này đang xoay tròn, từng chút một rời khỏi địa điểm an toàn mà bọn họ xuất hiện trước đó, xung quanh đều là một mảnh u ám, trên đỉnh đầu cũng có đỉnh lều bằng kim loại phong tỏa. Có thể nói, hiện tại bọn họ đã tiến vào nơi khép kín, không chỉ như thế, viên tinh hạch dị thú vương giả cấp C xuất hiện trước mắt bọn họ trước đó lại xoay chuyển sang một bên khác. Đây cũng không phải khoảng cách 80 mét, mà là khoảng cách 920 mét, đệt. Khốn kiếp, đều vì ngươi cản trở lão tử. Muốn chết sao? Người xung quanh lập tức hùng hổ, nhưng theo việc bước vào cấp độ khác biệt, phương hướng mỗi một bậc thang xoay tròn không giống nhau, mọi người cũng dần tách ra, người ở bậc thang tầng thứ nhất vẫn không ít. Tần Phong vẫn bước đi đến tầng 2. Tuy chân Kim Phi như nhũng ra cũng nhanh chóng phải hiện có Tần Phong che chở, hắn ta căn bản không chịu chút tổn thương nào, ngay cả đau đớn do năng lượng hủy diệt vừa thổi qua cũng không cảm giác được. Trong lòng hắn ta dấy lên chút hy vọng. Chẳng lẽ người này thật sự làm được, chỉ là hy vọng trong mắt Kim Phi lại biến thành hoảng sợ. Cẩn thận, kia là trương bắc, cổ võ giả cấp D4, có được nội công bạo khí quyết cấp C, nội công thành danh là thiên điệp trưởng, tuyệt đối đừng để hắn áp sát. Nhưng đối phương đã đến nơi, vừa ra tay, trương bắc đã bộc phát ra tuyệt kỹ thành danh của mình, nội lực xuất hiện, ngay cả cơn gió năng lượng hủy diệt này cũng không ngăn cản được vô số trưởng ấn của đối phương bao phủ tầng phong. Xong. Trong lòng Kim Phi hơi căng thẳng, trận to mắt nhìn vô số bàn tay kia dần to hơn trong tầm mắt của hắn ta. Nhưng lúc này Tần Phong cũng giơ tay lên. Lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng vàng tạo thành một cái long trảo cực lớn. Long trảo lập tức xé rách vô số chưởng ấn, sau đó hung hăng đụng vào trên người Trương Bắc. Oanh! Một chưởng vỗ xuống, Trương Bắc lập tức bay ra ngoài 30 mét. Không chỉ như thế, nội lực cương khí của Trương Bắc vỡ vụn, thân thể của đối phương rơi vào tầng 3 xoạt xoạt xoạt. Cơn gió thổi qua bên cạnh Trương Bắc, trong nháy mắt trên người Trương Bắc xuất hiện vô số vết đỏ, biến thành một người máu. ầm, uhm. Thân thể Trương Bắc ngã xuống tầng thứ ba của Đăng Thiên Đài, sau đó không nhúc nhích. Những người khác tưởng Trương Bắc bị năng lượng hủy diệt cổ quái này giết chết, nhưng bản thân Tần Phong biết Trương Bắc bị một trưởng của hắn vỗ chết, thực lực hiện tại của Tần Phong quá mạnh, hắn còn dám khiêu chiến người cấp C5, càng khỏi nhắc đến một người cấp D5, À, Kim Phi thật sự không dám tin vào hai mắt của mình có lẽ là vận khí, nhưng trái tim của Kim Phi lại quay về trong ngực dù như thế vẫn nhảy lên thịt 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 rất mạnh Tần Phong tiếp tục đi về phía trước Đăng thiên đài tầng 2 nơi này gió năng lượng hủy diệt lại mạnh hơn chút thậm chí đã xuất hiện sóng khí có thể thấy bằng mắt thường nhưng nội lực cương khí của Tần Phong vẫn không thấy chút dao động nào, Rất vững vàng Kim Phi lại kêu lên là hải tam gia chạy mau nam nhân này bước lên bậc thang trước cả tầng phong hơn nữa vì bậc thang tầng thứ nhất chuyển động ngược chiều kim đồng hồ bậc thang tầng thứ hai chuyển động thuận chiều kim đồng hồ lúc tầng phong xuống tầng hai hải tam gia vừa lúc đứng bên trái tầng phong đối phương là một đại hán đầu trọc trong tay cầm một cây búa rộng lớn đóng đầu chém thẳng đến tầng phong giơ tay trái lên hỏa diễm xạ tuyến Phốt. Một đạo dị năng hệ hỏa vô cùng to lớn điên cuồng xông đến. Người được Kim Phi gọi là Hải Tam Gia lập tức cầm cự phủ chống đỡ nhưng vẫn lùi lại 10 bước, không chỉ như thế nội lực cương khí còn bị diệt, dung nham trụ. Dưới chân Hải Tam Gia hóa thành một mảnh nham thạch nóng chảy dày đặc, sau đó phóng lên tận trời, bao vây Hải Tam Gia ở bên trong, a a a. Hải Tam Gia phát ra tiếng kêu thảm, chỉ qua 5 giây đã hoàn toàn hóa thành tro tàn. Tần Phong hơi nhíu mày, lại tiếp tục đi tới những người này đều không mang trang bị phù văn không gian lúc này kim phi vô cùng ngạc nhiên thế nhưng nghe được lời của tần phong hắn ta theo bản năng giải thích sao có thể mang theo vong đô đăng thiên đài sẽ làm hư hỏng tất cả trang bị phù văn một khi nội lực cương khí hộ thuẫn dị năng bên ngoài vỡ vụn đồ vật trên người đều bị ma diệt tần phong thật sự không nghĩ đến điều ấy dù sao trước kia hắn cũng chưa từng đến tham gia vong đô đăng thiên đài đây còn là lần đầu tiên thì ra là thế chờ chút không đúng không phải ta muốn nói điều này ngươi ngươi không phải cổ võ giả sao 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 còn có thể thả ra dị năng biểu cảm trong mắt kim phi đã biến thành hoảng hốt tần phong ép buộc hắn ta đi xuống trong mắt kim phi như là đi chịu chết nên kim phi e ngại tần phong nhưng cũng hận tần phong nhưng đi qua hai tầng tần phong bảo vệ kim phi không chịu chút thương tổn nào kim phi càng không cảm giác được sự âm tàn đặc hữu của vong đô từ trên người trên mặt tần phong hận ý trong lòng chậm rãi giảm xuống e ngại cũng biến mất kim phi lại không quá tôn kính tần phong thậm chí ngạc nhiên nhiều hơn tần phong cười nhạt một tiếng ngươi chỉ cần biết thực lực của ta rất mạnh là được tần phong lại bước về phía trước bậc thang tầng thứ ba lúc này năng lực giả vốn đã đi đến tầng thứ tư đột nhiên nhảy vọt một cái, quay về tầng thứ ba, tiểu. Kim Phi lại kêu lên một tiếng, nhưng tình cảnh trước mắt lại khiến Kim Phi ngậm miệng lại, tầng phong rút ra thanh vương đao hung hăng chém một cái, không hề dây dưa dài dòng bột phát ra một chiêu hỏa diễm đao mang. Nội lực cương khí lập tức bị phá, người ngăn cản phía trước tầng phong bị chém giết thành hai nửa. Máu tươi còn chưa chảy ra đã bị hỏa diễm đao mang nướng thành than cốc. Gió bão hủy diệt thổi qua, xác chết biến thành hai nửa lập tức bị gió thổi tan, biến mất không thấy gì nữa. Tần phong tiếp tục đi về phía trước, ba tầng chỉ là 60 mét, tần phong nhẹ nhõm giết chết ba người. Trong mắt của Kim Phi, đây thật sự là chuyện không thể tin nổi. Không chỉ như thế, người trên đài cũng ngạc nhiên nhìn, lúc này, ánh mắt người áo đen lại càng lạnh băng, bọn họ có một loại dự cảm xấu, lúc này, tần phong đã đến tầng thứ tư, tiến thêm một bước nữa, hắn sẽ đến tầng thứ năm cũng dẫn theo Kim Phi hoàn thành mức đánh cực thứ nhất, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Kim Phi còn sống. Giết! Đừng quan tâm người kia, giết tên cấp E này. Ta cũng không tin ta không mài chết ngươi ở chỗ này. Một số năng lực giả sốt ruột, bọn họ đều nhận lệnh của người áo đen muốn chặn giết Kim Phi, không ngờ ba người đến đều bị Tần Phong giết ngược, đương nhiên, bọn cũng nhận ra Tần Phong thật sự không dễ chọc, bây giờ, chỉ có thể ra tay với Kim Phi. Mọi người cùng nhau tiến lên cuốn lấy Tần Phong, Kim Phi hoảng sợ đến sắc mặt tái xanh. Trong sự vây công của một đấm cấp dê, Kim Phi căn bản không có khả năng đánh trả, cũng không có cơ hội đánh trả. Nhưng Kim Phi nhanh chóng phát hiện hắn ta lo lắng quá nhiều, nội lực cương khí của Tần Phong rất mạnh. Bảy người vây công Tần Phong lại không ai có thể phá vỡ nội lực cương khí của Tần Phong, nhưng ngược lại Tần Phong ra tay thì những người này chắc chắn phải chết vì buộc chung một chỗ với Kim Phi, sợ Kim Phi không theo kịp bước chân của mình, Tần Phong cũng không sử dụng kinh công, thậm chí không sử dụng hắc ám âm ảnh. Hoàn toàn là cứng đối cứng với những người khác. Hỏa Long Thuật Một tiếng rồng gầm truyền ra, Hỏa Long vô cùng to lớn đột nhiên xuất hiện. Hỏa Long xoay quanh thân thể Tần Phong, những năng lực giả kia đều bị Hỏa Long to lớn đánh bay ra ngoài. Hỏa Long bị Tần Phong khống chế vô cùng ngang ngược, ý thức lực của hắn ở cường độ thú vương số lượng phù văn càng đáng sợ hỏa long thuật chỉ vừa bộc phát còn chưa kịp cuốn quanh nội lực cương khí trên thân bảy người kia đều vỡ vụn hấp tinh quyết bảy người đều bị lực hút của tần phong lôi kéo nội lực trong đan điền như là hồng thủy trào ra sức đẩy tần phong lập tức cả người chấn động đụng bay bọn họ ra ngoài phanh 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 bảy cổ võ giả ngã xuống đất bỏ mình không chỉ như thế, vì thân thể không có bất kỳ năng lượng gì nên bọn họ nhanh chóng bị xói mòn, Tần Phong tiếp tục đi về phía trước, sắp đến tầng thứ 5, ngay lúc này, một mảnh sóng biển xông đến. Lần này, Kim Phi càng thêm sợ hãi, là triệu miễu dị năng giả cấp D6, mau tránh, hắn sẽ đẩy chúng ta xuống, Kim Phi hô to. Ở trên vong đô đăng thiên đài, lao xuống tuyệt đối không thể để tốc độ của người ta nhanh hơn, đến khoảng tầng 20, năng lượng hủy diệt kinh khủng đã đến trình độ rất khó tới gần. Nếu lập tức lao xuống tầng 25 lại không đủ sức bò lên, vậy chắc chắn phải chết. Nhưng đúng lúc này Tần Phong đột nhiên túng lấy cánh tay Kim Phi. Ngay sau đó, sóng biển đánh tới trực tiếp đẩy Tần Phong và Kim Phi lao xuống. Vì là lao từ trên xuống, lực trùng kích này vô cùng cường hãn, trực tiếp vượt qua khoảng cách vài trăm mét. Trong chớp mắt, Tần Phong đứng thẳng, lại đến đăng thiên đài tầng 8, chẳng những đi qua tầng 5, thậm chí đi qua hai tầng nữa sẽ trở thành người đầu tiên đến tầng 8. Đúng lúc này, tinh hạch năng lượng vương giả cấp C bị xoay chuyển kia lại quay về, ý thức lực của tầng phong khẽ động, thứ này lập tức bay lên, đã rơi vào trong tay tầng phong. Vòng vo một vòng như thế, tinh hạch năng lượng vương giả này nhỏ hơn một chút, năng lượng cũng đang nhanh chóng trôi đi, nếu không phải bây giờ tầng phong nhặt nó lên, viên tinh hạch năng lượng này lại xoay chuyển vài vòng sẽ tổn thất lớn hơn. Tần Phong quay đầu nhìn về phía triệu miễu dị năng giả hệ thủy đang trợn mắt há hốc mồm kia. Cảm ơn. Tần Phong kéo Kim Phi lại bước về phía trước. Lúc này tất cả người phía sau đều nhìn chầm chầm Tần Phong. Tần Phong đã cầm đi thứ mà bọn họ tha thiết ước mơ. Tất cả những người này đều tăng tốc chạy đến phía dưới, nhưng Tần Phong vẫn đi chậm rãi, thậm chí Tần 9 và Tần 8 còn xoay chuyển nửa ngày, Tần Phong mới cất bước đi xuống. Tần chính còn có một khối tài liệu dị năng, trình độ hiếm có không thấp hơn vương giả cấp dê. Tần chính có rất nhiều đồ tốt, lại bị tần phong tràn quét một lần, ồ, đây là đồ tốt. a, à, cái này cũng không tệ, giá trị ít nhất 400 ức. Quân thiên thiếp có tiền mà không mua được, hiếm có. Tần phong lựa chọn vô cùng thờ ơ, kim phi lại hung hăng quay đầu. Đại nhân, đại nhân, bọn họ đã đến, đi mau, kim phi thúc giục. Trước đó, Kim Phi hận chết Tần Phong kéo hắn ta xuống. Hiện tại, Kim Phi thúc giục Tần Phong đi nhanh lên, tiện né tránh, Tần Phong trực tiếp gật đầu, lại bước ra một bước xuống tầng 10, lại hoàn thành một mốc nữa. Lần này Kim Phi đã tăng lên gấp 10 lần. Người áo đen lập tức căng thẳng, bọn họ xem xét ghi chép phát hiện không có ai đặt cược cho Kim Phi ở mốc này, trong lòng lập tức thả lỏng. Bây giờ những người đặt cược lại hối hận muốn chết sớm biết số 277 lợi hại như vậy còn dẫn theo số 444, bọn họ chắc chắn đặt cược, tốc độ của Tần Phong rất nhanh, gió bão xung quanh cũng càng ngày càng mạnh. Rầm rầm. Đồ vật bị lật ra ngoài, bay lên không trung. Lúc này người ở trên đăng thiên đài vì đăng thiên đài không ngừng xoay tròn đã thay đổi đến mức phân tán khắp nơi, tất cả bọn họ đều hy vọng những tài liệu kia cuốn tới bên cạnh mình. Ngay lúc này, những tài liệu này lại xoay chuyển trên không trung, rơi đến trước mặt Tần Phong. Là ý thức lực khống chế. Khốn kiếp, sao ý thức lực của hắn lại mạnh như vậy? Không phải hắn chỉ có cấp dê sao? Dưới sự áp chế ý thức lực của Đăng Thiên Đài, tuy có thể điều động phù văn nhưng thả ra ngoài cũng chỉ hơn 10 mét. Những người khác nghĩ mãi mà không hiểu được. Nếu là những người khác thì chỉ có thể thả ra hơn 10 mét, nhưng Tần Phong lại khác dù trong sự áp chế, ý thức lực của Tần Phong cũng có thể thả ra trăm mét. giết hắn. tất cả mọi người khóa chặt Tần Phong. lão đại, chạy mau. Kim Phi căng thẳng đến bước thay đổi cả xưng hô. hiện tại toàn tâm toàn ý tin cậy Tần Phong. đăng thiên đài tầng mười là điều mà trước kia hắn ta nghĩ cũng không dám nghĩ. lần này Tần Phong không kéo dài nữa, dẫn theo Kim Phi đi xuống dưới. tầng mười một, tầng mười hai, tầng mười ba. Tốc độ của Tần Phong rất nhanh, 14, 15, Tần Phong lại đạt tới một mốt nữa, tiền đặt cược của Kim Phi đã tăng mạnh đến 50 lần, nhưng trong thời gian đặt cược những người khác lại không đặt cược cho hắn ta, bây giờ chỉ sợ hối hận đến xanh cả ruột. Những người muốn vây công Tần Phong lại không dám tiến lên, tầng 15 đã là một đường ranh giới nữa, bọn họ phải chống đỡ năng lượng hủy diệt, còn phải quay về, hơi sơ sẩy một chút là có thể mất mạng. Hơn nữa trong 500 người này, thật ra có một nửa số người không có năng lực đến tầng 15. Bọn họ đều quanh quẩn ở tầng 10, ánh mắt bắn ra tia sáng. Để hắn đi xuống, xem hắn còn có thể đi mấy tầng. Hiện tại không thích hợp liều mạng, thời gian còn sớm. Chờ đến khi số 277 mang theo bảo vật trở về lại giết hắn, không phải đồ vật đều thuộc về ta sao? Trong lòng rất nhiều người đều có suy nghĩ như vậy thế là từ bỏ đuổi giết Tần Phong nhưng thỉnh thoảng vẫn chú ý đối phương, xem lúc nào Tần Phong trở về, ngoại trừ những người này, còn có một số người muốn đi xuống nữa. Những người này đều được lão đại cấp C đặt cược, là người chạy việc, cho nên bọn họ đều phải đến tầng nhất định của đăng thiên đài. Trong chốc lát, mọi người không ngừng nhảy vọt, tiến lên trên đăng thiên đài, hơn nữa càng đi về phía trước thì số người càng thưa thớt. Tần Phong vẫn đang không ngừng tiến lên, trong chớp mắt đã đến tầng 20, Tần Phong dẫn theo người đi không nhanh, nhưng những người khác không lo lắng điều này, dùng tốc độ nhanh nhất đi xuống, nội lực cương khí đã điên cuồng lóe lên.